Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3585, 8811, 4552. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1340. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 53111, 64961, 31991, 11849, 62868, 65083, 88594. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28967, 40926. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88519. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74474. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 167474. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 167474. Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 3, 6. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1317, 9583, 5066. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8815. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77916, 20920, 36737, 25586, 31613, 22135, 12278. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80315, 64343. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 25112. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94762. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 976654. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 976654. Sau đây là kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 67. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 412. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5298, 6129, 8765. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5354. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27592, 97186, 08587, 51720, 88808, 08129, 28078. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52513, 36608. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98275. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70145. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 860428. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 860428. Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8,
trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 5, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3585, 8811, 4552. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1340. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 53111, 64961, 31991, 11849, 62868, 65083, 88594. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28967, 40926. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88519. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74474. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 167474. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 167474. Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ 2, ngày 28 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 03. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 536. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1317, 9583, 5066. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8815. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77916, 20920, 36737, 25586, 31613, 22135, 12278. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80315, 64343. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 25112. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 94762. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 976654. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 9, 7, 6, 6.